Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Báo chí Thái Nguyên đồng hành cùng Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trước những diễn biến mới của dịch COVID-19, Thái Nguyên tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục nội dung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình tại Đại hội. Ngày 28 tháng 1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng thảo luận tại hội trường, nghe báo cáo, tham luận về các nội dung, nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực, đóng góp vào các văn kiện trình tại Đại hội 13. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành phiên thảo luận. Trong phiên làm việc tại hội trường, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã nghe tham luận của các đại biểu đến từ các cơ quan đơn vị địa phương. Theo đó, nhiều vấn đề mới của thực tiễn và yêu cầu phát triển đất nước đang đặt ra được đề cập đến trong các dự thảo văn kiện trình tại đại hội như chuyển đổi số, nền kinh tế số, vấn đề đổi mới sáng tạo, vấn đề kinh tế tri thức, các định hướng phát triển trong 10, 20 năm và tầm nhìn đến năm 2045, vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu định hướng phát triển đất nước trong tình hình mới là những nội dung quan trọng được các đại biểu tập trung thảo luận sôi nổi. Một trong những cái điểm nhấn của văn kiện đại hội lần thứ 13 đã xác định rất rõ cái mục tiêu phát triển toàn diện con người, và sự phát triển toàn diện con người đang từng bước trở thành một cái nội dung trọng tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Và khi coi con người cùng với khoa học công nghệ trở thành mục tiêu động lực của sự phát triển thì đây là một chiến lược bền vững của đất nước, và cái sự ngang bằng trí tuệ của đất nước chúng ta sẽ ngang bằng với thế giới. Sau gần 2 ngày làm việc tại hội trường, Đại hội đã nghe 36 tham luận của các đại biểu đến từ các đảng bộ trực thuộc Trung ương, bao quát trên nhiều khía cạnh, lĩnh vực, các vùng miền trong cả nước. Nội dung các tham luận tại Đại hội đã thể hiện tính dân chủ, thẳng thắn, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại, các kinh nghiệm thực tiễn được rút ra và các đề xuất kiến nghị với Trung ương. Tinh thần làm việc thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm của các phiên thảo luận được các đại biểu đánh giá cao. Cái nét mới cũng như là cái mà chúng tôi ấn tượng nhất ý, đối với các tham luận ở kỳ này ý, thì là thay vì các tham luận mà thông thường là hay báo cáo về thành tích thì kỳ này thì các tham luận tập trung sâu phân tích những kết quả đạt được cũng như những cái hạn chế tồn tại, trên cơ sở đó rút ra những cái bài học kinh nghiệm để tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Thứ hai nữa là các tham luận thì cũng đã đề ra được những cái mục tiêu rồi là nhiệm vụ, đồng thời là đề xuất được luôn những cái giải pháp để tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Cái ấn tượng thứ ba, hay nói cách khác là cái mới thứ ba mà chúng tôi cảm nhận được, đó là những rất nhiều cái tham luận đã chia sẻ được những cái việc làm mới, những cách làm hay và sáng tạo. Đây chính là những cái kinh nghiệm hết sức là thực tiễn để giúp cho các ngành và địa phương có thể áp dụng vào cơ quan đơn vị mình trong thời gian tới. Buổi chiều cùng ngày, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng làm việc tại hội trường, nghe báo cáo công tác nhân sự. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí ủy viên chính thức và 20 đồng chí ủy viên dự khuyết. Sau đó, các đại biểu về thảo luận tại đoàn. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đi được 1/3 chặng đường. Hòa cùng dòng chảy thông tin sự kiện diễn ra hàng ngày với sự nỗ lực và trách nhiệm cao của nhóm phóng viên tuyên truyền đại hội, các cơ quan báo chí Thái Nguyên đã kịp thời truyền tải đến nhân dân những thông tin chính thống, chính xác và toàn diện về các nội dung hoạt động tại đại hội. Có mặt tại Hà Nội ngay từ những ngày đầu khởi động chuỗi các hoạt động phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nhóm phóng viên tuyên truyền đại hội của tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng truyền tải những hình ảnh chân thực và sống động nhất về không khí hướng tới ngày hội lớn của non sông từ thủ đô Hà Nội tới người dân Thái Nguyên. Tại trung tâm báo chí, cùng với hàng trăm nhà báo trong nước và quốc tế trong sự kiểm soát an ninh chặt chẽ, áp lực, song các nhà báo cũng rất tự hào và vinh dự khi được đại diện cho đội ngũ những người làm báo tỉnh Thái Nguyên tham gia tuyên truyền sự kiện chính trị trọng đại này. Chúng tôi trong hoạt động tác nghiệp thì thường xuyên trao đổi nghiệp vụ với đại diện trung tâm báo chí, với các đồng nghiệp,
thế và cùng xây dựng các kế hoạch, các kịch bản tuyên truyền, bám sát cái diễn biến các cái vấn đề được phản ánh, đảm bảo thông tin đưa đến khán giả được nhanh nhất và sinh động, phong phú. Với cách làm chuyên nghiệp và sự nỗ lực của các phóng viên, những hình ảnh mới nhất, chân thực nhất về đại hội đã nhanh chóng được ghi lại, rồi chuyển về bộ phận biên tập và sản xuất để xử lý hậu kỳ, kịp thời phát sóng, mang đến cho khán giả những thông tin chính xác, toàn diện về các nội dung diễn biến tại Đại hội 13 của Đảng qua từng ngày. Thái Nguyên cũng đã cử một nhóm phóng viên xuống trực tiếp là tác nghiệp tại đó, đưa thông tin và hình ảnh của đại hội. Chúng tôi đánh giá cao về sự nhiệt tình, trách nhiệm. Không chỉ bám sát tuyên truyền những nội dung hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các vấn đề bên lề đại hội cũng đã được các cơ quan báo chí của tỉnh phản ánh đậm nét, sâu sắc và toàn diện. Trong những ngày diễn ra đại hội, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tập trung đưa các bài phản ánh về tâm tư, nguyện vọng, tình cảm, niềm tin của cán bộ đảng viên gửi gắm đến đại hội và sự tin tưởng của cán bộ đảng viên cũng như nhân dân đối với sự lựa chọn các đồng chí tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 13 để lãnh đạo đất nước của chúng ta bước vào một cái giai đoạn phát triển mới. Thực hiện chỉ đạo của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, báo chí Thái Nguyên đã thực sự trở thành cầu nối giữa ý đảng lòng dân, là kênh thông tin chính thống, tin cậy và toàn diện, để người dân cập nhật thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là công tác chuẩn bị và tổ chức, cũng như diễn biến của đại hội đảng bộ các cấp qua những chương trình, tiểu mục được đăng tải, phát sóng trên các loại hình báo chí của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hay chuyên trang, chuyên mục trên báo Thái Nguyên. Đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và địa phương, các cơ quan báo chí của tỉnh đã góp phần tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, đồng thuận để người dân Thái Nguyên cùng với nhân dân cả nước hướng về Đại hội 13 của Đảng với niềm tin sắc son vào thành công của một kỳ đại hội. Những thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 đang được dư luận đặc biệt quan tâm với số lượng các ca mắc COVID-19 mới tăng lên nhanh chóng, đặc biệt ở hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh. Thực hiện chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Để tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, đặc biệt tại các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người. Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị địa phương trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, nhất là các biện pháp đeo khẩu trang và khử khuẩn tại các nơi có nguy cơ cao xảy ra lây nhiễm dịch bệnh. Sở Y tế theo dõi sát sao diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nguồn nhân lực để kịp thời xử lý các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Tiếp tục hướng dẫn, giám sát thực hiện quy trình phòng chống dịch COVID-19. Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức ứng trực mức 100%, bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra. Kịp thời thực hiện truy vết đối với tất cả các trường hợp tiếp xúc với người nhiễm, người nghi nhiễm COVID-19 và các trường hợp có liên quan khác. Công an tỉnh nắm bắt tình hình, rà soát thống kê, truy vết tất cả các trường hợp đến từ, đi qua vùng có dịch trở về Thái Nguyên. Kiểm soát chặt chẽ, di biến động về nhân khẩu, kịp thời phát hiện và xử lý đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép. Sở Giao thông Vận tải tăng cường hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch theo quy định trong hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên tăng cường quản lý các chuyên gia nước ngoài, các công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, yêu cầu các doanh nghiệp có công nhân cư trú tại vùng có dịch tạm nghỉ, không đi làm. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện việc thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch để người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, chủ động phòng chống dịch. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã rà soát thống kê quản lý, theo dõi tình hình nhân khẩu trên địa bàn, đặc biệt là các trường hợp trở về từ vùng có dịch, các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính COVID-19 và các trường hợp liên quan khác để thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp. Chỉ đạo kích hoạt các chốt kiểm soát liên ngành, phòng chống dịch COVID-19, đội phản ứng nhanh các cấp và tổ công tác tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại xóm, bản, tổ dân phố bắt đầu từ 18 giờ ngày 28 tháng 1
năm 2021. Phát huy vai trò của tổ công tác tự quản phòng chống dịch tại xóm bản tổ dân phố, kịp thời phát hiện, khoanh vùng, cách ly, dập dịch hiệu quả khi phát hiện các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Trước những diễn biến phức tạp mới của dịch COVID-19, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 phục vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối, Đại hội Đảng lần thứ 13 đã được tăng cường chặt chẽ. Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi diễn ra sự kiện Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, công tác phòng chống dịch COVID-19 được chỉ đạo chặt chẽ. Tất cả các đại biểu, phóng viên báo chí, các lực lượng phục vụ đại hội đều phải trải qua quy trình xét nghiệm COVID-19 hai lần, đảm bảo tuyệt đối an toàn trước khi tham dự đại hội. Tại thời điểm đại hội diễn ra, các phương tiện ra vào trung tâm hội nghị, ngoài việc chấp hành quy định về an ninh, phải trải qua phun dung dịch khử khuẩn phòng dịch. Tại trung tâm báo chí, nơi thường xuyên có khoảng 500 nhà báo trong nước và quốc tế làm việc, cùng với các biện pháp an ninh theo quy định hàng ngày, từ sáng ngày 28 tháng 1, các biện pháp quyết liệt trong công tác phòng chống dịch được áp dụng như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay dung dịch là các yêu cầu cao ban tổ chức yêu cầu đối với các nhà báo. Ngay trong chiều ngày 28 tháng 1, trong cuộc họp được trực tuyến với 63 điểm cầu trên toàn quốc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chỉ đạo nhiều vấn đề quan trọng về công tác phòng chống dịch ngay tại thời điểm này, thời điểm được xác định là thời gian vàng của khoanh vùng dập dịch. Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì tại điểm cầu Thái Nguyên. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhận định, tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp khi qua điều tra dịch tễ và xét nghiệm trong thời gian ngắn đã liên tiếp ghi nhận nhiều ca mắc trong cộng đồng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chưa bao giờ công tác khoanh vùng dập dịch lại được triển khai quyết liệt và diện rộng như lần này. Tỉnh Quảng Ninh đã xét nghiệm tới các đối tượng là F3, đồng thời nhấn mạnh tất cả các tỉnh, thành phố cần cảnh giác cao độ, tuyệt đối không chủ quan. Phó Thủ tướng gửi thông điệp tới nhân dân vùng phong tỏa để dập dịch. Dù việc phong tỏa sẽ gây không ít khó khăn cho cuộc sống của người dân, song hơn lúc nào hết, chỉ có chung sức đồng lòng, chúng ta mới có thể ngăn chặn được những diễn biến và hậu quả của dịch. Với công tác y tế, đồng chí nhấn mạnh, cần đặc biệt giữ an toàn cho các bệnh viện. Bộ Y tế, các sở y tế cần nâng mức phòng chống dịch lên cao hơn một bước so với thực tế. Tất cả các yêu cầu của bệnh viện an toàn cần được thực hiện nghiêm ngặt, đặc biệt chú ý tới các bệnh nhân có bệnh lý nền. Phó Thủ tướng kêu gọi người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, xác định 3 nguồn bệnh gồm lây nhiễm từ cộng đồng, từ các trường hợp nhập cảnh hợp pháp và từ nhập cảnh bất hợp pháp. Đồng chí đề nghị mỗi người dân có thân nhân đang công tác sinh sống tại nước ngoài trở về quê hương thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tập trung 14 ngày trước khi về địa phương, đồng thời tăng cường phát giác và báo với chính quyền khi phát hiện những trường hợp trốn cách ly y tế. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh, công cuộc chống dịch cần sức mạnh của toàn dân, đồng thời các lực lượng cần hết sức trách nhiệm vì sự bình yên của nhân dân. Cũng tại buổi họp trực tuyến, Bộ Y tế đã tiếp tục phổ biến và đề nghị các cơ sở y tế của toàn ngành nêu cao trách nhiệm tuyến đầu chống dịch. Cũng trong chiều nay 28 tháng 1, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo triển khai các biện pháp siết chặt phòng dịch, quyết tâm không để dịch phát sinh trên địa bàn. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống COVID-19, tính đến 18 giờ ngày 28 tháng 1, có tổng cộng 91 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 84 ca mắc ở Hải Dương và Quảng Ninh và 7 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các cấp tỉnh Thái Nguyên đã ngay lập tức vào cuộc ngăn chặn, truy vết, khoanh vùng và cách ly. Bằng sự vào cuộc quyết liệt, chủ động, tính đến 18 giờ ngày 28 tháng 1, toàn tỉnh ghi nhận có 9 trường hợp F1, trong đó thành phố Thái Nguyên có 3 trường hợp, 6 trường hợp ở thị xã Phổ Yên, 70 trường hợp F2 và 58 trường hợp F3. Hiện nay toàn bộ trường hợp F1 đã được cách ly tại cơ sở y tế. Các trường hợp F2 được đưa đi cách ly tập trung, còn lại các trường hợp F3 được theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngay trong sáng ngày 28 tháng 1, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện cũng đã nhanh chóng chủ động họp triển khai các biện pháp kịp thời ứng phó với tình hình dịch bệnh. Xác định Thái Nguyên có đầu mối giao thông với nhiều tỉnh thành, với các khu công nghiệp, doanh nghiệp lớn hoạt động và nhiều trường đại học, nguy cơ dịch có thể bùng phát bất cứ khi nào. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn tỉnh chủ động vào cuộc phòng chống dịch, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Người dân cần thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người và giữ khoảng cách nơi công cộng. Yêu cầu những người từng đến, ở, đi qua tỉnh Quảng Ninh và thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương trở về tỉnh Thái Nguyên từ ngày 10 tháng 1 năm 2021 trở lại đây, chủ động khai báo y tế và thông báo cho cơ quan y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi sức khỏe. Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, ngay sau cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên, Thường trực Ban Chỉ đạo và các thành viên đã đi kiểm tra hoạt động của một số chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại các đầu mối giao thông, điểm ra vào địa bàn tỉnh. Các chốt đã được kích hoạt ngay từ 18 giờ ngày 28 tháng 1 để đảm bảo kiểm soát y tế và khử khuẩn toàn bộ phương tiện và người di chuyển vào tỉnh. Đội phản ứng nhanh các cấp và tổ tự quản phòng chống dịch
tại từng xóm bản, tổ dân phố cũng đã sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch có thể xảy ra. Cũng trong chiều 28 tháng 1, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên đã tổ chức họp khẩn để thống nhất các biện pháp đẩy mạnh công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Theo báo cáo nhanh của đơn vị chức năng, đến thời điểm này trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 3 ca F1 liên quan đến bệnh nhân số 1553 tại Quảng Ninh. Tất cả các trường hợp này đã được đưa vào cách ly tập trung tại bệnh viện A và được lấy mẫu xét nghiệm. Đến thời điểm này chưa có kết quả, còn lại tất cả các trường hợp F2, F3 và F4 đều đã được rà soát và yêu cầu cách ly tại gia đình. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Ban chỉ đạo cấp thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố ngay trong chiều 28 tháng 1 có văn bản hỏa tốc để chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Trong đó tập trung chỉ đạo các đơn vị phường xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân bình tĩnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Cũng ngay trong chiều 28 tháng 1, thành phố Thái Nguyên tái lập các chốt phun khử trùng tiêu độc tại các cửa ngõ giao thông vào địa bàn, hạn chế tổ chức các hội nghị không cần thiết, tạm dừng các chương trình gặp mặt, tặng quà, trao huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2. Đề nghị ngành y tế rà soát toàn bộ trang thiết bị vật tư y tế để tham mưu bổ sung đầy đủ kịp thời, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F2, F3, F4 và thông tin kết quả xét nghiệm trên các phương tiện thông tin đại chúng để tránh tâm lý hoang mang lo lắng trong nhân dân. Chuẩn bị khu cách ly tại trung tâm y tế thành phố, đề nghị công an thành phố tăng cường nắm tình hình biến động về nhân khẩu, đặc biệt là các trường hợp đi từ nước ngoài và các tỉnh khác về thành phố Thái Nguyên. Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ tình hình thực tế để tham mưu đề xuất phương án cho học sinh nghỉ học. Ban nhân dân 32 phường xã kích hoạt lại hoạt động của các tổ tự quản tại khu dân cư, làm tốt công tác tuyên truyền, quản lý nhân hộ khẩu, đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch ở cơ sở. Đối với thị xã Phổ Yên, ngay sau khi có thông tin trường hợp Đỗ Hồng Quân, sinh năm 1992 ở tổ dân phố 3, phường Bắc Sơn, là nhân viên an ninh tại sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, bị nhiễm COVID-19, thị xã Phổ Yên đã tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân thuộc diện F1 và F2, tiến hành cách ly tại trung tâm y tế thị xã, gia đình và lấy mẫu xét nghiệm 8 trường hợp là F1. Chỉ đạo địa phương tiến hành phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ khu vực gia đình, các hộ dân xung quanh và trường mầm non với diện tích 5.000 m², đồng thời hướng dẫn các hộ các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng, tại hội nghị, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Phổ Yên yêu cầu phường Bắc Sơn tiến hành khoanh vùng và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Các ngành chức năng cùng phối hợp với các xã phường tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân và tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân, hạn chế tụ tập đông người và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thị xã đã tập trung kích hoạt các chốt kiểm dịch tại các đầu mối giao thông ra vào địa bàn thị xã và thống kê các trường hợp đi về từ vùng có dịch vào địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa chính thức được triển khai từ năm 2000 và được xác định là phong trào quần chúng rộng lớn lan tỏa tới mọi tầng lớp nhân dân. Qua 20 năm triển khai, phong trào đã góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi gắn liền với lợi ích thiết thực của nhân dân, của cộng đồng. Qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo trật tự an ninh chính trị, tạo ra một môi trường xã hội lành mạnh hơn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Năm 2020, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ là địa phương duy nhất của tỉnh Thái Nguyên vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Từ một xã khó khăn, với sự đoàn kết một lòng của đồng bào các dân tộc ở địa phương, Hà Thượng đã vinh dự là một trong ba xã đầu tiên trên địa bàn huyện Đại Từ được đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014. Là qua 20 năm đổi mới thì thật sự là đẹp khang trang xóm làng. Ví dụ như thế, từ cái văn hóa, văn nghệ, mọi cái phong trào của địa phương là đều phát triển. Chúng tôi ban hành cái nghị quyết về xây dựng đời sống văn hóa, đặc biệt là giai đoạn 2000-2020, chúng tôi đã triển khai rộng khắp tới tất cả đảng bộ cũng như là các chi bộ và các xóm để tổ chức triển khai thực hiện. Câu lạc bộ văn hóa Người Dao, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương có 26 thành viên. Người trẻ tuổi nhất năm nay mới 30 tuổi. Những người con của dân tộc Dao đang nỗ lực đoàn kết để gìn giữ, bảo tồn và lưu truyền những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc qua các điệu hát phá dung, múa chuông, múa rùa truyền thống. Cũng rất là mong muốn tham gia cái câu lạc bộ của xóm để được góp sức bảo tồn cái di sản văn hóa của dân tộc và truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ có những đam mê như tôi. 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với 5 nội dung và 7 phong trào chính,
điển hình như xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phong trào đã đạt được những kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,82%, 100% huyện, thành phố, thị xã có trung tâm văn hóa thể thao, trên 96% xóm có nhà văn hóa, thu hút bình quân 45% nhân dân tham gia sinh hoạt cộng đồng. Phong trào đã đóng góp ý nghĩa vô cùng quan trọng, đó là phát huy dân chủ, huy động mọi nguồn lực trong nhân dân để xây dựng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng giàu mạnh hơn, đưa những yếu tố văn hóa vào trong đời sống của nhân dân để xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, chất lượng phong trào ngày càng được nâng lên và phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, đem lại những thành quả vô cùng to lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Với những đóng góp tích cực vào sự phát triển văn hóa, kinh tế xã hội trên địa bàn, nhiều mục tiêu cơ bản về phong trào đã được đưa vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20 như 90% trở lên gia đình văn hóa, 85% trở lên xóm, thôn, làng, bản, tổ dân phố văn hóa, 92% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Để đạt được mục tiêu này sẽ cần thêm những định hướng và giải pháp cho giai đoạn mới. Tăng cường hơn nữa cái sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, mặt trận tổ quốc và các cái đoàn thể chính trị và các cái cơ quan đơn vị trong cái việc thực hiện phong trào, và gắn cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với các cái phong trào thi đua trên địa bàn của tỉnh, và đổi mới cái phương thức tuyên truyền cho sát với thực tế, khơi dậy cái sự hứng thú, cái tự giác tham gia phong trào của người dân và lấy người dân làm chủ thể, sẽ tăng cường cái biểu dương khen thưởng những cái cơ quan đơn vị, những cái cá nhân có cái cách làm hay, cách làm sáng tạo và hiệu quả. 20 năm đã đi qua, với nền tảng đã được gây dựng vững chắc từ sự quan tâm của chính quyền, từ tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của nhân dân các dân tộc, phong trào sẽ tiếp tục là lá cờ đầu trong vận động đoàn kết nhân dân, từ đó đóng góp tích cực vào nhịp độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh, ổn định chính trị xã hội, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân thêm phong phú và tốt đẹp hơn. Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Năm 2021 được dự báo, nền kinh tế vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Do vậy, các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng của tỉnh sẽ tiếp tục triển khai kịp thời các giải pháp điều hành về chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đồng thời kiểm soát chất lượng tín dụng, nâng cao chất lượng và phát triển sản phẩm dịch vụ, đảm bảo an ninh an toàn trong thanh toán. Phấn đấu đến hết năm 2021, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động đạt khoảng 12%, dư nợ tín dụng tăng trưởng 12% một năm, tỷ lệ nợ xấu đạt dưới 2% trên tổng dư nợ. Năm nay, toàn tỉnh có kế hoạch trồng mới 4.000 hecta rừng tập trung và trồng 1 triệu cây xanh phân tán, theo đề án trồng 1 tỷ cây xanh, góp phần phát triển bền vững đất nước, giai đoạn 2021-2025. Hiện trên địa bàn tỉnh có gần 100 cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp, có khả năng cung cấp ra thị trường hơn 26 triệu cây giống. Các vườn ươm này không chỉ đáp ứng nhu cầu cây giống của bà con trong tỉnh mà còn xuất bán sang các tỉnh lân cận. Để đảm bảo chất lượng cây giống trồng rừng, thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm đã tăng cường công tác kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ các lô giống, đồng thời khuyến cáo bà con chuyển sang trồng rừng gỗ lớn với chu kỳ từ 10 đến 12 năm, thay vì trồng rừng chu kỳ 5 đến 7 năm, để nâng cao năng suất, chất lượng gỗ, hướng tới phục vụ thị trường xuất khẩu, đem lại nguồn thu nhập ổn định. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, Sở Giao thông Vận tải đã ban hành kế hoạch và thành lập ban chỉ đạo về tổ chức phục vụ vận tải hành khách, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Theo đó, Sở đã yêu cầu các đơn vị vận tải huy động tối đa khả năng phương tiện phục vụ hành khách trong dịp Tết. Bố trí lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với các lực lượng tại các bến xe tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm tiêu cực trong hoạt động vận tải như chèn ép sang nhượng hành khách, tăng giá vé trái quy định. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị vận tải hành khách chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Đặc biệt, yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách quán triệt triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 100 của Chính phủ và các quy định của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19. Chuyển sang những thông tin trong nước đáng chú ý. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
Theo đó, đối với hành vi vi phạm quy định về tổ chức tuyển sinh, nghị định nêu rõ phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với các hành vi thông báo tuyển sinh, công bố đề án tuyển sinh không đúng hoặc không đầy đủ thông tin theo quy định pháp luật, thông báo tuyển sinh không đủ thời gian theo quy định pháp luật, phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với các hành vi không công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành đào tạo có quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 3 năm 2021. Từ ngày 10 tháng 3 tới, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi ở 21 tỉnh thành có thể được thưởng tiền. Nội dung được trích dẫn trong thông tư số 01 năm 2021 của Bộ Y tế ban hành mới đây. Tại 21 tỉnh thành phố có mức sinh thấp được nêu trong thông tư, những xã 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60%, cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, sinh đủ 2 con cũng sẽ được đề xuất Ủy ban Nhân dân cấp huyện khen thưởng, kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật. Còn tại các tỉnh có mức sinh cao, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã có đủ 2 con và tự nguyện sử dụng biện pháp tránh thai dài hạn cũng được khuyến khích hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật. Ngay từ đầu năm 2021, xuất khẩu gạo qua châu Âu đã đón tin vui khi 60 tấn gạo thơm của doanh nghiệp Việt bắt đầu được bày bán tại các siêu thị ở Anh. Đây được đánh giá là tín hiệu tích cực từ lợi thế mà Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Vương quốc Anh UKVFTA mang lại. Cụ thể, lô hàng 60 tấn gạo thơm thượng hạng được doanh nghiệp tại Anh nhập từ Việt Nam đã bày bán tại chuỗi siêu thị với giá bán lẻ 15,5 bảng trên 10 kg, tương đương 465.000 đồng 10 kg. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, VFA, doanh nghiệp Việt đã bước đầu nắm bắt và tận dụng được cơ hội mà Hiệp định UKVFTA mang lại để đưa gạo Việt hiện diện tại thị trường Anh. Những thông tin về tình hình dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục chương trình thời sự ngay sau đây. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Thái Nguyên ngày 29 tháng 1. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 21 độ. Những thông tin tiếp theo sẽ có trong chương trình. Thái Nguyên trong chiến lược phát triển cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Trong phần tin thế giới, Đảng Dân Chủ Mỹ trình dự luật đưa Washington DC trở thành bang thứ 51. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 80 năm, mùa xuân năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng trong nước, đã mang đến những mùa xuân vinh quang cho dân tộc. Và trong chiến lược phát triển cách mạng của người, mảnh đất Thái Nguyên tự hào đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc cách mạng vẻ vang của đất nước. Đầu năm 1940, tình hình thế giới có nhiều chuyển biến có lợi cho phong trào cách mạng Việt Nam. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trương trở về lãnh đạo phong trào cách mạng trong nước. Từ rất sớm, người đã nhìn ra vị trí chiến lược của Thái Nguyên. Từ Cao Bằng còn phải phát triển về Thái Nguyên và thông xuống nữa mới có thể tiếp xúc với toàn quốc được. Còn nối phong trào được với Thái Nguyên và toàn quốc thì khi phát động đấu tranh vũ trang, lúc thuận lợi có thể tấn công, lúc khó khăn có thể giữ. Ngày 28 tháng 1 năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng một số đồng chí vượt qua cột mốc 108, nay là cột mốc số 675, biên giới Việt Nam-Trung Quốc, về đến Bác Bó, Cao Bằng. Cách mạng Việt Nam bước sang một bước phát triển mới.
tháng 5 năm 1941, Hội nghị Trung ương 8 đã phát triển và hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, xác định nhiệm vụ trung tâm trong giai đoạn này là chuẩn bị khởi nghĩa và quyết định lấy miền núi rừng Việt Bắc để xây dựng căn cứ vũ trang. Thực hiện chỉ đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về xây dựng những con đường quần chúng, nối liền các trung tâm căn cứ trong lòng Việt Bắc, mở đường về xuôi kết hợp với phong trào cách mạng toàn quốc. Đến cuối năm 1943, hai căn cứ cách mạng Cao Bằng và Bắc Sơn Võ Nhai được nối thông với nhau. Từ đó phát huy vị trí và địa thế chiến lược của Thái Nguyên, một bàn đạp để tiến về đồng bằng Bắc Bộ. Thực tiễn phong trào cách mạng Thái Nguyên có ý nghĩa to lớn trong chiến lược phát triển cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, góp phần vào thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945. Đây cũng là tiền đề để Trung ương Đảng, Bác Hồ quyết định chọn Thái Nguyên xây dựng an toàn khu trong cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp. Đặc biệt trong những năm gần đây, có thể nói rằng vị thế Thái Nguyên trong cái giai đoạn hội nhập và phát triển ngày càng khẳng định được cái vị thế, cái vai trò quan trọng của một trong những trung tâm kinh tế của khu vực Trung Du miền núi phía Bắc. Và chúng tôi tin tưởng rằng với những cái nỗ lực, với những cái truyền thống, với những kinh nghiệm, với những cái bản lĩnh và cái ý chí quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân Thái Nguyên trong cái quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và tiếp tục sẽ triển khai cái nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đang tiến hành ở thủ đô Hà Nội trong những ngày gần đây, chắc chắn Thái Nguyên sẽ có được một cái vị thế mới trong cái quá trình phát triển và hội nhập. Xuân Tân Tị năm xưa, Bác Hồ trở về lãnh đạo phong trào cách mạng trong nước. Cũng từ mùa xuân năm 1941, phong trào cách mạng tại Thái Nguyên chuyển biến mạnh mẽ. Đi theo tư tưởng của Người, trong các giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam, Thái Nguyên đã ghi những dấu ấn quan trọng và rất đỗi tự hào. Tiếp tục chương trình là những tin tức quốc tế. Ngày 27 tháng 1, một nhóm các thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ do thượng nghị sĩ Tom Cooper dẫn đầu đã giới thiệu dự luật nhằm đưa thủ đô Washington trở thành bang thứ 51 của Mỹ. Theo thượng nghị sĩ Cooper, dự luật này nhằm mang lại cho người dân thủ đô Washington DC, những người nộp thuế liên bang nhưng không có đại diện trong Quốc hội, có tiếng nói, có quyền bỏ phiếu và đại diện tại đồi Capitol. Dự luật này được thúc đẩy lần đầu tiên vào năm 2013. Tổng thống Mỹ Joe Biden từ lâu đã báo hiệu sự ủng hộ đối với chế độ tiểu bang của thành phố này. Tuy nhiên, động thái trên của Đảng Dân Chủ vấp phải sự phản đối của Đảng Cộng Hòa khi cho rằng đây là nỗ lực nhằm mở rộng những lợi ích của Đảng Dân Chủ. Ngày 27 tháng 1, cảnh sát Ấn Độ đã thắt chặt an ninh và phong tỏa một số tuyến đường chính xung quanh thủ đô New Delhi một ngày sau khi cuộc biểu tình của nông dân biến thành bạo loạn, đã khiến một người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Chương trình cải cách nông nghiệp mới được cho là nguyên nhân gây ra các cuộc biểu tình của nông dân Ấn Độ bắt đầu từ cuối tháng 11 năm 2020 đến nay. Chính phủ Ấn Độ khẳng định các luật này sẽ loại bỏ những người trung gian giúp người nông dân trực tiếp bán sản phẩm của họ trên thị trường thương mại. Tuy nhiên, những người phản đối lo ngại điều này có thể dẫn đến việc chính phủ không mua sản phẩm với giá đảm bảo, tạo điều kiện cho thương lái tích trữ lượng lớn hàng hóa, không hạn chế và đặt ra các quy tắc mới cho hoạt động sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng. Ngày 27 tháng 1, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã trấn an người dân sau khi xảy ra loạt trận động đất nhẹ trong đêm tại miền nam nước này khiến người dân lo lắng. Viện Địa lý Tây Ban Nha cho biết 3 trong số các vụ động đất trên có độ lớn từ 4 đến 4,5. Nhiều hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy người dân đổ ra đường giữa đêm bất chấp lệnh giới nghiêm phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trước tình hình này, Thủ tướng Sanchez đã phải kêu gọi người dân bình tĩnh và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan khẩn cấp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 1, núi lửa Merapi ở Indonesia, một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới, đã phun trào các cột khói và tro bụi lớn. Núi lửa Merapi nằm gần thủ phủ văn hóa Yogyakarta của Indonesia đã phun ra các cột tro bụi nóng khoảng 30 lần trong ngày. Cơ quan địa chất Indonesia cho biết tro bụi không chỉ chảy ra xung quanh miệng núi lửa mà còn bay xa khoảng 3 km. Nhà chức trách Indonesia đã khuyến cáo người dân không đến gần khu vực núi lửa trong phạm vi 5 km vì cho rằng núi lửa có thể phun trào các dòng dung nham. Giới chức nước này đang duy trì cảnh báo ở mức cao thứ hai.
Trong ít phút cuối chương trình, một lần nữa mời quý vị và các bạn cùng ngược dòng lịch sử, nhìn lại những hình ảnh của Bác Hồ cách đây 80 năm sau quãng thời gian bôn ba tìm đường cứu nước, trở về cùng Trung ương Đảng chỉ đạo cách mạng và phát triển đường lối cách mạng giải phóng dân tộc. Ngày 28 tháng 1 năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vượt cột mốc 108 ở biên giới Việt Nam - Trung Hoa, trở về Tổ quốc sau 30 năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài. Người về ở làng Bác Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Tại đây, người đã bắt tay vào việc chuẩn bị hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8 và xây dựng đường lối lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.